Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình tên là Hiền. Năm 2020 thì cũng gần đến rồi, vì vậy mà mình bắt đầu trang trí cho quyển Bullet Journal năm 2020 của mình. Lý do tại sao mà các bạn thấy là mình đã trang trí rồi, thật ra thì là mình chỉ mới trang trí vài trang thôi, và mình có quay phim lại nhưng mà do là cái ánh sáng nó không được tốt, vì vậy mà mình không thể dùng cái đoạn video đó được. Do đó là mình cho các bạn xem lại những cái trang mà mình đã trang trí. Thì đây là cái phần key, tức là những cái dấu, mình làm dấu cho những cái mục ở trong cái quyển Bullet Journal của mình. Còn đây là câu có mà mình rất là thích trong bộ phim Natra, vì vậy mà mình quyết định dùng nó cho cái quyển Bullet Journal 2020 của mình. Và đương nhiên là bên đây là phần lịch năm 2020, thì như các bạn thấy là mình dùng tiếng Thái để mà ghi các tháng ở trong năm, là vì là mình đang học tiếng Thái. Và đối với cái chủ đề về thời gian ở trong tiếng Thái thì đối với mình là nó rất là khó nhớ, vì vậy mà mình hiện tại là mình vẫn chưa có nhớ được. Do đó là mình ghi ở trong quyển Bullet Journal này cho để mỗi khi mà mình mở ra thì mình có thể xem và học. Và tiếp theo là những cái mục tiêu mà mình đặt ra cho bản thân trong năm 2020. Mình là một người không có hoa tay, do đó là mình vẽ hay là viết chữ thì cũng không có được đẹp lắm, do đó là mình chỉ trang trí theo cái khả năng của mình. Thì mục tiêu mà mình đặt ra cho bản thân trong năm 2020 thì chủ yếu là mình đang muốn tập trung về YouTube. Thứ hai là về tài chính của bản thân mình. Vì vậy mà mình chia làm hai cột. Một là YouTube, hai là về tài chính. Và phần ở dưới đây là về cảm nhận của mình. Cảm nhận này là cảm nhận sau khi hết một năm. Mình sẽ ghi cái cảm nhận, cái suy nghĩ của mình về năm đó. Ví dụ như là những cái việc mà mình đã làm được, hay những cái việc mà mình làm chưa tốt, mình cần thay đổi những gì, mình cần cải thiện những gì để tốt hơn ở trong năm tới, thì mình sẽ ghi ở đây. Như vậy là xong cái phần mục tiêu và cảm nhận. Thì tiếp theo là mình muốn dành một trang để mà ghi lại những cái ý tưởng làm video cho YouTube. Thì đôi khi bản thân mình thì sẽ chọn nảy ra trong đầu một cái ý tưởng làm video nào đó, mà nếu như không ghi lại thì chắc chắn là mình sẽ quên ngay, tại vì trí nhớ của mình thì rất là kém.
Thật ra thì đây là lần đầu tiên mà mình làm bullet journal, cho nên là mình biết là vẫn sẽ còn rất là nhiều sai sót. Nhưng mà mình sẽ làm và sẽ rút kinh nghiệm và sẽ cải thiện trong những lần sau. Và cái lý do mà mình làm bullet journal là tại vì năm sau là mình bắt đầu làm YouTube, do đó là mình biết là mình sẽ có rất là nhiều việc phải làm. Và vì vậy mà mình sợ là mọi thứ nó sẽ không có theo kế hoạch của mình, cho nên là mình cần phải lên kế hoạch, phải sắp xếp, phải theo dõi. Vì vậy mà mình quyết định làm bullet journal. Đây là phần ý tưởng cho YouTube, mà là ý tưởng chung cho một năm. Còn trong những cái tháng và những tuần thì mình sẽ có một mục dành riêng cho YouTube nữa, để mà mình theo dõi những cái hoạt động trên kênh YouTube của mình, cũng như là những cái video mà mình sẽ update ở trong tháng đó. Mình cũng sẽ ghi ra và sắp xếp. Và phần tiếp theo này thì là mình không biết là những người khác gọi phần này là gì, nhưng mà riêng mình gọi nó là healing. Thì thật ra đây là danh sách mà những cái bộ phim hay là những cái quyển sách, những cái bài hát mà mình sẽ xem, sẽ đọc và sẽ nghe trong năm 2020 tới. Thì mình sẽ ghi ra đây, ví dụ như là có những cái phim mà sắp sửa chiếu mà mình thích thì mình sẽ ghi ra đây, hoặc là những cái quyển sách mà bạn bè mình giới thiệu cho mình, họ nói là hay, đáng đọc, hoặc là mình biết qua một cái kênh nào đó thì mình cũng sẽ ghi ra để mà tìm đọc, hay là những cái bài hát mà sắp sửa ra mắt chẳng hạn. Thì như các bạn thấy nãy giờ thì mình cũng đâu có trang trí gì nhiều, mình trang trí rất rất là đơn giản luôn. Mình biết là có nhiều bạn cũng muốn làm bullet journal nhưng mà không biết bắt đầu từ đâu và không biết là phải trang trí như thế nào. Nhưng mà mình nghĩ thì nên chúng ta cứ làm đi, làm rồi thì chúng ta sẽ dần dần nắm được, hiểu được và sẽ rút được kinh nghiệm cho bản thân. Tiếp theo này là phần về những cái chuyến đi du lịch của mình ở trong năm 2020. Thì mình sẽ ghi ra trong cái trang này, ví dụ như là mình đi du lịch ở nơi đó và mình thấy có ấn tượng về nơi đó, về cái gì đó, ấn tượng về đồ ăn hay là về phong cảnh hay là văn hóa hay là một cái gì đó chẳng hạn, thì mình sẽ ghi ra đây, đồng thời là mình cũng sẽ chụp lại hình và mình dán ở đây. Thực ra thì trước khi mà làm quyển bullet journal này thì mình cũng đã có làm bullet journal theo dõi hàng tháng, chứ mình không có làm nguyên một năm. Thì mình mới sử dụng bullet journal khoảng 3 tháng trở lại đây thôi, và mình cảm thấy là cuộc sống của mình thay đổi rất là nhiều. Nó theo cái sự sắp xếp của bản thân mình kiểm soát được những cái kế hoạch của mình, thậm chí là cả những cái thói quen hàng ngày của bản thân.
từ đó thì mình cũng sẽ cố gắng cải thiện những cái thói quen xấu và tiếp tục duy trì những cái thói quen tốt của bản thân mình. Thì đây là cái trang collection, là những cái gì mà mình, những cái hoạt động mà mình trải qua trong một năm đó thì mình sẽ lưu giữ tại cái trang này, chẳng hạn như là một cái tấm vé xem phim, hay là một cái tấm vé xem concert, hay là một cái câu code hay, hoặc là một cái câu chuyện gì đó mà khiến mình ấn tượng thì mình cũng sẽ ghi lại ở đây. Mình muốn lưu giữ lại một chút gì đó về một cái khoảnh khắc nào đó xảy ra trong cuộc sống của mình mà mình cảm thấy là mình cần phải nhớ, thì mình sẽ ghi lại, giữ lại trong cái trang này. Và như vậy là mình đã trang trí xong cho quyển Bullet Journal năm 2020. Sắp tới đây thì mình sẽ update video setup tháng 1 2020 Bullet Journal. Hy vọng là các bạn sẽ đón xem nhé. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian ra để xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn.